Mạnh Quỳnh chính thức lên tiếng sau khi không đến được lễ 49 Phi Nhung, nói ra sự thật đau lòng. Tri kỷ mà không đến tiễn nhau lần cuối, buồn Mạnh Quỳnh quá. Anh Mạnh Quỳnh ơi, sao không đến cúng 49 chị Phi Nhung? Là một vài trong hàng trăm bình luận có nội dung tương tự xuất hiện trong các buổi phát trực tiếp lễ cúng thất cuối của cố ca sĩ bông điên điển, cũng như trên trang cá nhân của Mạnh Quỳnh. Sau sự vắng mặt của anh trong buổi lễ cúng tại tỉnh xá Giác An tại Mỹ mà gia đình vừa tổ chức, trước quá nhiều luồng dư luận trái chiều, mới đây nam danh ca Mạnh Quỳnh đã chính thức lên tiếng giải thích. Đầu tiên, khán giả cho Mạnh Quỳnh xin lỗi nếu như đã mang lại cảm xúc tiêu cực cho mọi người khi không đến được lễ cúng 49 của Nhung, nhưng mong khán giả thông cảm và hiểu cho Mạnh Quỳnh vì đây là sự cố ngoài ý muốn. Quỳnh cùng Cẩm Diệu đã chuẩn bị từ mấy ngày trước, đưa hai đứa con trai qua nhà ông bà ngoại và đã mua vé máy bay từ sớm để qua Cali thăm Phi Nhung lần cuối. Tuy nhiên sát giờ bay thì hãng hàng không bắt buộc phải hủy chuyến vì thời tiết quá xấu. Mạnh Quỳnh nghĩ rằng ở trên cao, Phi Nhung đã phù hộ cho Quỳnh. Vì nếu hai vợ chồng tôi mà lên chuyến bay rồi, thời tiết mới bắt đầu trở xấu thì rất nguy hiểm. Lần trước vào tang lễ Phi Nhung cũng vậy, Mạnh Quỳnh bay qua Cali cũng gặp gió lớn. Máy bay lại nhỏ nên rung lắc rất mạnh. Suốt chuyến bay Quỳnh chỉ biết niệm Phật, mong sẽ bình an. Lần này thì gió còn lớn hơn, hãng hàng không họ không thể đảm bảo đủ an toàn để cất cánh, nên mới quyết định hủy chuyến. Nếu đang bay mà thời tiết như vậy thì không biết mọi chuyện sẽ thế nào, không đến được với Nhung vào thất cuối. Quỳnh cũng rất buồn lòng, nhưng không có cách nào làm khác được. Có lẽ Nhung và ông trời hiểu rõ lòng Mạnh Quỳnh, còn những quý vị đang buồn khi Quỳnh không xuất hiện, kính mong quý vị thông cảm. Mạnh Quỳnh đã viết riêng một bài để hát vào lễ 49 Phi Nhung, nhưng tiếc thay, nhiều khi ông trời lại không cho mình làm những thứ mình muốn. Vợ tôi cũng rất buồn, Cẩm Diệu là bạn thân của Phi Nhung, cô ấy cũng muốn đến thắp cho Phi Nhung một nén nhang. Vợ tôi làm công việc hành chính nên thời gian bó buộc. Cẩm Diệu đã xin nghỉ trước một tuần để cùng tôi bay qua Cali, nhưng đáng tiếc chuyến bay lại hủy vào phút chót. Tôi cũng đã nhắn tin cho cháu Wendy, mong gia đình thông cảm. Tôi và vợ nhất định sẽ sắp xếp thời gian tới thăm Phi Nhung vào một ngày gần nhất. Đó là những lời mà Mạnh Quỳnh giải thích về sự vắng mặt trong buổi lễ 49 Phi Nhung. Từ xưa đến nay, Mạnh Quỳnh luôn là người sống kín tiếng. Mấy chục năm trôi qua, chưa bao giờ Cẩm Diệu được sánh vai bên chồng trong bất cứ một buổi họp báo hay những chương trình ca nhạc lớn cùng chồng. Chính vì thế có không ít câu chuyện được thêu dệt để đáp ứng sự tò mò của khán giả. Với bản tính sống an phận, mặc kệ tin đồn của mình, Mạnh Quỳnh rất ít khi lên tiếng thanh minh. Tuy nhiên, từ khi Phi Nhung ra đi, nam ca sĩ dường như phải chịu thêm rất nhiều những chỉ trích hay bị vu khống những điều quá nặng nề. Chính vì thế Mạnh Quỳnh lần này gần như đã đối diện với tất cả mọi chuyện, đặc biệt vợ nam danh ca cũng lần đầu lên tiếng. Cẩm Diệu cũng nói hết sự thật từ ngày Phi Nhung ra đi. Khi được hỏi Mạnh Quỳnh đã đối mặt với nỗi buồn thế nào khi Phi Nhung qua đời, nam danh ca trả lời: "Nỗi buồn này khó nguôi ngoai được. Mỗi lần tôi đứng trên sân khấu, ký ức về cô ấy lại hiện về và không khỏi cảm giác trống trải. Nhiều khán giả khuyên tôi muốn vượt qua nỗi buồn nhanh chóng hãy chọn bài mới, không nên hát bài cũ gắn liền cả hai. Tôi cũng nghĩ vậy và sẽ thay đổi từ từ. Ngày trước khi lên sân khấu tôi thường khấn tổ, ông bà phù hộ để tôi biểu diễn tốt. Giờ tôi nhớ về Phi Nhung để mong hát mãi cho đến khi không thể đi được nữa. Đó cũng là tâm nguyện của cô ấy đối với nghề khi còn sống và tôi sẽ thay cô ấy thực hiện. Ngoài ra tôi tiếc nuối khi những năm gần đây không tận dụng thời gian để thực hiện những dự án cả hai lên kế hoạch. Do sự rề rà của riêng tôi mà sản phẩm quay hình live show kỷ niệm 20 năm song ca tại sân khấu hải ngoại, album thu các ca khúc tôi sáng tác đều dang dở. Còn về Cẩm Diệu, cô tiết lộ, tôi an ủi động viên chồng rất nhiều. Những ngày anh Quỳnh nằm vùi trên giường khi hay tin Phi Nhung mất, tôi cảm nhận được nên để anh Quỳnh được yên tĩnh, không làm phiền. Khi anh Quỳnh lấy lại được tinh thần, tôi mới dám động viên, hãy xem như Phi Nhung đã trả hết nợ trần thế và đang yên nghỉ nơi cõi Phật. Tôi khuyên chồng nên mạnh mẽ, không được suy sụp, bởi vì còn có công việc, gia đình phải lo lắng. Trước giờ tôi rất thấu hiểu và thông cảm cho mối quan hệ tri kỷ giữa chồng tôi và Phi Nhung, nên để anh Quỳnh thoải mái chia sẻ mọi điều với Phi Nhung. Ngày tang lễ của Phi Nhung, tôi bảo anh Quỳnh phải tìm đủ mọi cách bay đến Cali để dự tang lễ bạn thân cho trọn tình nghĩa. Còn tôi vì phải lo cho các con nên không đi cùng anh Quỳnh được. Hôm qua là lễ cúng 49 của Phi Nhung. Tôi đã sắp xếp thời gian
xin nghỉ việc để cùng anh Quỳnh tới thắp cho cô ấy một nén nhang. Tuy nhiên, chuyến bay lại bị hủy do thời tiết xấu, tôi rất buồn. Đó là toàn bộ chia sẻ của hai vợ chồng Mạnh Quỳnh. Cũng vắng mặt giống Mạnh Quỳnh, do có lịch trình quay nên Trấn Thành không thể đến tham gia lễ cúng 49 ngày của Phi Nhung. Nam MC đã đến nhà riêng và buổi tối cùng ngày để thắp cho đồng nghiệp nén hương. Đồng thời sau đó, trên kênh YouTube riêng, Trấn Thành đã đăng tải đoạn clip hát lại ca khúc Bậu ơi đừng khóc như một món quà tưởng nhớ cố ca sĩ. Trong đoạn clip, Trấn Thành còn nhắn gửi đến Phi Nhung những lời cuối cùng. Ở thế giới bên kia Nhung hãy luôn bình an, nếu có kiếp sau vẫn cố gắng làm nghệ sĩ nhé. Tiếp tục làm đẹp cho cuộc đời và được nhiều người yêu thương. Dưới đoạn clip, nhiều khán giả vô cùng xúc động trước tấm lòng của Trấn Thành và nhớ Phi Nhung rất nhiều. Một người nghệ sĩ tài năng, nghe anh hát mà cảm xúc quá. Cứ lần lần cảm ơn anh rất nhiều vì đã mang những cảm xúc chân thành nhất gửi đến chị Nhung. Thành ơi, chị đã thôi khóc vì Nhung những ngày qua. Nay nghe em hát thay lời hát của Nhung, tim chị lại nghe thấy đau nhói, nước mắt lại tuôn rơi. Ngày 15 tháng 11, lễ cúng chung thất của cố ca sĩ Phi Nhung diễn ra tại Chùa Pháp Vân, thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự buổi lễ có đông đảo anh chị em nghệ sĩ, các con nuôi và người thân của cố ca sĩ. Mở đầu buổi lễ, Phạm Đức Hiếu thay mặt các con nuôi gửi lời cảm ơn mọi người đã tới buổi lễ cúng chung thất của mẹ nuôi. Chúng con vẫn tưởng mẹ Phi Nhung sẽ sống cuộc sống lâu dài bên chúng con. Nhưng không phải, mẹ đã ra đi ở tuổi 51, chúng con đau xót vô cùng. Những lời cảm ơn của Phạm Đức Hiếu bị ngắt quãng nhiều lần vì anh quá xúc động, không kìm được nước mắt. Hòa thượng Thích Phượng Trí, viện chủ tu viện Pháp Vân, chủ trì chùa Vạn Phước nơi có 4 người con nuôi của Phi Nhung đang tu học, chia sẻ. Nhân duyên ca sĩ Phi Nhung đến với ngôi chùa Pháp Vân là do sư cô chùa Pháp Lạc gửi tới 4 chú tiểu tu học tại đây. Chúng tôi tiếp nhận 4 chú tiểu và hướng dẫn tu học tại đây. Trong 4 chú tiểu có 2 chú rất khó bảo. Vậy nên nhiều lần chúng tôi gọi điện cho sư cô chùa Pháp Lạc, nói có lẽ chúng tôi sẽ trả lại mấy chú về cho cô vì mấy chú nghịch quá, không chịu học, thích chơi game. Có lẽ sư cô Pháp Lạc đã nói lại với Phi Nhung nên Phi Nhung tới gặp chúng tôi. Gặp tôi ở phòng khách, Phi Nhung quỳ xuống nói, lạy ông thương mấy cháu, hướng dẫn và dạy bảo cho các cháu. Tôi bảo Phi Nhung đứng dậy rồi nói chuyện. Khi tôi trình bày đức tính của các chú tiểu và đưa ra phương án chia 4 chú ra 4 chùa, Phi Nhung quỳ lại một lần nữa và đồng ý với phương pháp này. Không chỉ chia sẻ câu chuyện xúc động về tình thương và sự hy sinh mà Phi Nhung dành cho các con nuôi, Hòa thượng Thích Phượng Trí còn cho biết cố ca sĩ là tấm gương về đạo đức và sự nhiệt tình. Suốt thời gian chúng tôi quen biết với Phi Nhung, chúng tôi thấy hình ảnh cô Phi Nhung bận áo dài, lo toan vất vả nhưng khi lên hát vẫn rất chân thành. Trong Phi Nhung có sự phục vụ cho mọi người, cho chúng sanh, hy sinh tất cả cho mọi người, hướng mọi người về con đường lành. Đó là tâm nguyện của một vị Bồ Tát tại gia. Video đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Chúc tất cả mọi người luôn bình an.